Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt Online. Thưa quý vị, tại Việt Nam, nhà cầm quyền đã phải trả tự do cho bà Bùi Thị Minh Hằng sau áp lực của người dân, các tòa đại sứ phương Tây và các tổ chức nhân quyền thế giới. Sau 5 tháng bị bắt giam, bà Bùi Thị Minh Hằng, người phụ nữ nổi tiếng trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, đã được trả tự do và về đến nhà ở Vũng Tàu vào ngày 29 tháng 4. Tin tức từ các trang mạng xã hội cho hay, sau khi được trả tự do ở tại tỉnh Vĩnh Phúc, khoảng 50 công an các loại đã áp giải bà về Vũng Tàu bằng đường bộ. Những hình ảnh mới nhất của bà Hằng sau khi ra tù cho thấy, sau 5 tháng trong lao tù, bà Hằng đã trông ốm yếu, tiều tụy đi rất nhiều. Lý do được trả tự do, theo bà Bùi Thị Minh Hằng, là văn bản của công an ghi rằng miễn chấp hành thời gian giáo dục còn lại đối với bà Bùi Thị Minh Hằng. Bà Bùi Thị Minh Hằng bị bắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2011 khi đứng biểu tình ở bên hông nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn. Bà Hằng được nhiều người biết đến vì khi đi biểu tình, bà thường xuyên mặc áo dài nghiêm chỉnh. Trong cuộc biểu tình tại Hà Nội ngày 17 tháng 7 năm 2011, đoàn biểu tình mới tới bờ hồ Hoàn Kiếm thì bị bắt hết lên xe bus. Nhiều đoạn video do người biểu tình quay bằng điện thoại cho thấy bà Hằng đã bị bắt vẫn tiếp tục dẫn đầu đoàn người trên xe hô khẩu hiệu Trường Sa Việt Nam, Hoàng Sa Việt Nam. Trong đoạn video sau đây, bà Hằng là người hô khẩu hiệu, có cả nhân viên đeo băng đỏ hiện diện trên xe. Trường Sa Việt Nam, Hoàng Sa Việt Nam, Trường Sa Việt Nam, Hoàng Sa Việt Nam, Trường Sa Việt Nam, Hoàng Sa Việt Nam, Trường Sa Việt Nam. Trong thời gian bà Hằng bị cầm tù, nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và chính phủ Hoa Kỳ qua tòa đại sứ ở Hà Nội đã kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho bà. Bà Hằng cũng được giới blogger tại Việt Nam bầu là người phụ nữ của năm 2011. Liên quan đến phần tin Hoa Kỳ, Microsoft bắt tay với Barnes Noble để cạnh tranh với Amazon. Microsoft hôm thứ Hai vừa bơm thêm tiền vào Barnes Noble nhằm giúp cạnh tranh với nhà xuất bản sách điện tử hàng đầu Amazon. Bù lại, Microsoft được có chân trong kinh doanh về sách điện tử lẫn sách giáo khoa đại học, một điều mà từ lâu họ hằng ao ước. Hai công ty cùng hợp tác tạo một chi nhánh phụ lo kinh doanh phần sách điện tử lẫn sách giáo khoa đại học của Barnes Noble, trong đó Microsoft góp vốn 300 triệu đô la. Hợp đồng này giúp Barnes Noble đánh tan được đòi hỏi của cổ đông muốn bán đi kinh doanh sách điện tử Nook hay thậm chí bán luôn cả công ty. Hợp đồng này cũng đánh tan được mối quan tâm rằng Barnes Noble không có vốn để cạnh tranh trong ngành sách điện tử với Kindle của Amazon. Amazon và Kindle đứng đầu thị trường sách điện tử. Liên quan đến phần tin thế giới thì trong năm qua có đến 35.000 con voi bị giết để lấy ngà, mặc dù quốc tế đã cố gắng giới hạn tai họa này. Thug Trust là một cơ quan phi chính phủ bảo vệ loài voi. Charlie Mahill, giám đốc điều hành cơ quan này, nói rằng những gì họ chứng kiến trong 2 năm vừa qua cho thấy có leo thang nghiêm trọng trong việc giết voi lẫn tê giác để lấy ngà và sừng. Tất cả bắt nguồn từ nhu cầu gia tăng của khách hàng ở Viễn Đông. Cơ quan Thug Trust thêm rằng họ tin chắc năm ngoái có đến 35.000 con voi bị giết. Chỉ riêng ở Nam Phi, năm ngoái họ bị thiệt mất 434 con tê giác và 170 con trong năm nay. Tính ra thì cứ mỗi 15 giờ thì có một con bị giết. Sừng tê giác có giá 40.000 đô la trên thị trường chợ đen. Hoàng tử William nước Anh và công chúa Catherine đều có tên trong tổ chức phi chính phủ Thug Trust. Phát biểu trong buổi ra mắt tập tài liệu African Cats ở London, được tổ chức để yểm trợ Thug Trust, Hoàng tử William nói phải có hành động ngay lập tức mới mong bảo tồn được di sản thiên nhiên của toàn thế giới, để đến ngày mai e rằng quá trễ. Cũng tin quốc tế, tại Myanmar, đảng của bà Aung San Suu Kyi đã chịu tuyên thệ vào quốc hội dù bất đồng về một câu trong lời tuyên thệ. Các thành viên đảng đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đắc cử vào Quốc hội Myanmar sau một tuần lễ tẩy chay, đồng ý sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày thứ Tư. Lý do của việc tẩy chay là sự không đồng ý với lời tuyên hứa bảo vệ hiến pháp và đòi hỏi phải được đổi thành tôn trọng hiến pháp.
giới lãnh đạo đảng của bà Suki có thể đã nhượng bộ vì cho rằng kéo dài tranh chấp trong việc này sẽ làm 2 triệu cử tri bỏ phiếu ủng hộ cảm thấy là họ quá ngoan cố, nhỏ mọn. Chủ bút một tờ tuần báo Sanjong viết, điều quan trọng hơn hết là bà Suki và các ứng cử viên của đảng của bà được vào quốc hội. Tôi không nghĩ là bà sẽ bị chối bỏ và làm khó hơn nữa để tiến hành cải cách. Đảng của bà Suki từ lâu đã bị cấm và không chấp nhận cuộc bầu cử năm 2010. Cuộc bầu cử mới đây, trong số 45 ứng cử viên thì 43 người đã thắng. Trở lại với Hoa Kỳ, một nghiên cứu mới đây cho thấy nạn mọc phì ở Mỹ gây tốn kém thêm cho chi phí của y tế hàng năm đến con số kinh ngạc là 190 tỷ đô la, vượt qua cả hút thuốc, vốn là kẻ thù số 1 của y tế công cộng. Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Lehigh báo cáo trong tạp san Health Economics số tháng Giêng rằng đàn ông mọc phì gây tổn phí y khoa thêm 1.152 đô la mỗi năm cho việc chữa trị tại bệnh viện và thuốc thang, trong khi phải tốn đến 3.613 đô la cho mỗi phụ nữ. Nghiên cứu này dựa theo dữ kiện lấy từ 9.852 đàn ông và 13.837 phụ nữ. Cả hai đều trong hạng tuổi từ 20 đến 64, trong số đó 28% bị mọc phì. Nhóm đàn ông có chỉ số BMI trung bình là 28 và nhóm phụ nữ có chỉ số BMI trung bình là 27. Chỉ số BMI từ 25 trở lên được xem là overweight, từ 30 trở lên là mọc phì và từ 40 trở lên là mọc phì tới mức nguy hiểm. Nghiên cứu cho thấy chi phí y tế trung bình hàng năm cho người mập là 3.271 đô la so với 512 đô la nơi người bình thường. Chi phí tốn kém thêm có phần do bảo phí sức khỏe cao hơn, xe cộ chuyên chở người nặng ký khiến xe cộ phải tiêu thụ thêm 1 tỷ gallon mỗi năm. Chứng mập phì đã tăng 34% tính từ năm 1960, trong khi mức tử tuất do mập phì cũng tăng gấp 6 lần. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Em vô cái trang mvepages.com á, hay là thương mại đó đây.com á, để tìm dễ hơn. Ồ, cảm ơn anh. mvepages.com và thương mại đó đây.com, hệ thống dữ liệu thương mại gốc Việt lớn nhất Hoa Kỳ. Cần tiền bác sĩ, nhà thuốc Tây Việt Nam, đi chơi xa, cần tìm nhà hàng Việt Nam. Cần mua bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe nhân thọ. Cần đi chợ Việt Nam. Hãy vào mvepages.com hoặc thương mại đó đây.com. Hơn 80.000 doanh nghiệp Việt, hơn 200 ngành dịch vụ trải rộng trên 800 thành phố Hoa Kỳ. Chương trình được đặt sẵn trên điện thoại iPhone, Android, iPad, rất thuận tiện để sử dụng. Mọi liên lạc quảng cáo xin gọi 714-892-9414.